Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Sống và Làm Việc Theo Pháp Luật. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị một số thông tin vừa mới cập nhật. Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông tại đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và những tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm kết nối liên tỉnh, tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông khoa học, hợp lý, phối hợp tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, quản lý lòng đường, hè phố, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành vận tải, phương tiện, người lái và kiểm soát tải trọng, hạ tầng giao thông, đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ, sử dụng chung những dữ liệu với các bộ, ngành. Nhằm công bố, thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ kết quả, ý nghĩa, chỉ số hài lòng tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 121 đo lường, nghiên cứu và phân tích chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố năm 2023. Để nâng cao hiệu quả cấp căn cước công dân gắn chip đến người dân trên địa bàn, Công an thành phố đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành công văn số 1451 UBND KSTTHC chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đặc biệt, Sở Tư pháp được giao hướng dẫn cấp giấy tờ hộ tịch cho các trường hợp không có giấy tờ tùy thân đang ở tại các trung tâm bảo trợ xã hội để phục vụ công tác thu nhận dữ liệu cấp căn cước công dân. Đồng thời chỉ đạo ngành tư pháp các cấp hỗ trợ lực lượng công an trong việc xác minh đối với những trường hợp công dân đã mất hay thiếu thông tin ngày, tháng sinh để khắc phục. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 06 năm 2023 sửa đổi và bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp, trong đó có nội dung liên quan đến cộng điểm ưu tiên của thí sinh. Theo đó, những đối tượng thuộc diện cộng 0,25 điểm ưu tiên là người kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nơi thường trú trong thời gian học cấp trung học phổ thông từ 3 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135, xã khu vực 1, 2, 3 và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của thành phố trực thuộc trung ương, ít nhất 2/3 thời gian học cấp trung học phổ thông. Những đối tượng thuộc diện cộng 0,5 điểm ưu tiên là người dân tộc thiểu số nơi có thường trú trong thời gian học cấp trung học phổ thông từ 3 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135. Xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Xã khu vực 1, 2, 3 và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của thành phố trực thuộc trung ương. Thưa quý vị, những nội dung quy định trên sẽ được quy định tại thông tư số 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và có hiệu lực thi hành từ tháng 5 năm 2023. Và để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ biên tập viên Hải Hà và chuyên gia của chuyên mục Đúng hay Sai để cùng tìm hiểu những quy định trong việc giao kết hợp đồng lao động. Kính thưa quý vị và các bạn, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và nhiều vấn đề liên quan của quan hệ lao động. Để bảo vệ các bên, pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ cho họ, đồng thời quy định một số hành vi mà mỗi bên không được thực hiện. Trong mục Đúng hay Sai ngày hôm nay, tiến sĩ Khuất Thị Thu Hiền, khoa luật Trường Đại học Lao động Xã hội sẽ giúp chúng ta có thêm hiểu biết về vấn đề này. Xin chào Hải Hà, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Trước hết thì xin được mời tiến sĩ, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một đoạn clip tình huống sau đây. Anh A giao kết hợp đồng lao động với công ty X, hai bên thỏa thuận, thời hạn của hợp đồng là 2 năm. Công ty yêu cầu anh A phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp đại học cho công ty giữ trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Khi nào hợp đồng chấm dứt, công ty sẽ trả lại cho anh A.
trong tình huống này, công ty X giữ bản chính bằng tốt nghiệp đại học của người lao động như vậy là đúng hay sai? Thưa tiến sĩ, trong tình huống này công ty giữ bằng tốt nghiệp đại học của người lao động như vậy thì là đúng hay sai ạ? Trong cái tình huống vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là người lao động vào làm việc theo hợp đồng lao động ở công ty. Thế và công ty cũng đã giữ cái bản chính bằng tốt nghiệp đại học của người lao động. Với cái tình huống này thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà giữ bản chính bằng tốt nghiệp đại học của người lao động là sai. Bởi vì đây là một trong những hành vi mà người sử dụng lao động không được thực hiện khi giao kết thực hiện hợp đồng lao động đối với người lao động, được quy định ở trong Bộ luật Lao động. Thưa tiến sĩ, ngoài hành vi trên thì còn hành vi nào mà người sử dụng lao động không được làm khi giao kết thực hiện hợp đồng lao động? Bên cạnh cái hành vi trên thì trong Bộ luật Lao động còn quy định một số hành vi khác nữa mà người sử dụng lao động không được thực hiện khi giao kết thực hiện hợp đồng lao động đối với người lao động. Ví dụ như là không được yêu cầu người lao động đặt cọc một cái khoản tiền nào đó hoặc là đặt một cái tài sản nào đó để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Thế rồi là không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng chứng chỉ của người lao động. Đấy. Bên cạnh cái bằng tốt nghiệp đại học có thể là giữ các cái loại giấy tờ khác hoặc là các cái như là chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân chẳng hạn. Đấy, thế và hoặc là yêu cầu người lao động thực hiện cái hợp đồng lao động để trả một cái món nợ nào đó trước đó mà người lao động người ta đã nợ của người sử dụng lao động. Vâng, thưa tiến sĩ, vậy thì khi mà người sử dụng lao động vi phạm vấn đề này thì sẽ bị xử lý ra sao ạ? Khi mà người sử dụng lao động mà có cái hành vi là vi phạm như thế vậy thì sẽ bị xử lý, đó là họ sẽ bị xử phạt hành chính. Điều này thì hiện nay thì đang được quy định ở trong cái nghị định số 12 năm 2022 của Chính phủ. Trong đó thì có quy định về cái vấn đề xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi mà có cái sự vi phạm trong quan hệ lao động. Trong đó thì có quy định là nếu như mà người sử dụng lao động mà có hành vi đó là giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng chứng chỉ của người lao động thì sẽ bị xử phạt hành chính với hình thức đó là phạt tiền. Thế và cái mức tiền phạt được quy định ở trong cái nghị định đó ấy, là từ 20 đến 25 triệu đồng. Bên cạnh đó thì người sử dụng lao động còn bị áp dụng cái biện pháp khắc phục hậu quả, đó là phải trả lại cái giấy tờ tùy thân, cái văn bằng chứng chỉ. Và cụ thể là trong trường hợp này, đó chính là cái bản chính bằng tốt nghiệp đại học mà đã giữ của người lao động. Xin được cảm ơn tiến sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Hy vọng rằng những giải đáp vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức pháp luật khi gặp phải những tình huống tương tự. Như thường lệ, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay là một câu hỏi kiến thức dành cho khán giả. Chị Lê Thị A đặt cọc 500 triệu đồng để mua quyền sử dụng mảnh đất trị giá 1 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn B với thời hạn đặt cọc là 3 tháng kể từ ngày ký. Tuy nhiên, 2 tháng sau, chị A quay lại và đòi ông B trả lại 500 triệu đặt cọc với lý do chị A đã mua được nhà ở nơi khác và không có nhu cầu mua mảnh đất của ông B nữa. Vậy, việc chị A yêu cầu ông B trả lại 500 triệu đồng tiền đặt cọc là đúng hay sai? Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sống và Làm Việc Theo Pháp Luật của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.